trước đó Tường đã ở cái xóm của Tường là 4 năm Tường không quen biết ai trong xóm hết. Nhưng mà chỉ có 3 tháng đại dịch Covid, bây giờ Tường rất là thân thiết với tất cả bà con trong xóm. Xin chào mọi người. Rất vui vì được gặp gỡ mọi người trong chương trình Tâm sự cùng Tổng đài Love Cool lần đầu tiên xuất hiện để tư vấn những vấn đề tâm lý trực tuyến. Các bạn biết không, Tổng đài Love Cool chính là nơi để các bạn có thể chia sẻ mọi khó khăn, những bế tắc trong cuộc sống của mình nè. Không chỉ thế đâu mà Tổng đài Love Cool sẽ giúp cho mọi người tìm ra được những hướng để hóa giải, để vượt qua mọi vấn đề, để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nghe thôi là đã thấy hấp dẫn rồi đúng không nào? Mà nãy giờ thì tôi quên giới thiệu về bản thân mình. Tôi chính là Cát Tường, là chuyên gia của Tổng đài Love Cool, là người mà tất cả quý vị khán giả không phân biệt tuổi tác nè, giới tính nè hay là ngành nghề đều có thể thoải mái gửi gắm, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và tất tần tật những cái chuyện khó nói khác. Và sau đó thì tôi sẽ cùng với các bạn giải đáp, gỡ rối, rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái tư vấn, trải nghiệm và cuối cùng chính bạn sẽ là người quyết định chọn yêu thương, chọn hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đừng ngần ngại nhé, vì chuyện gì thì tôi cũng có thể lắng nghe được hết, có thể chia sẻ được hết, nên là cứ liên hệ với tôi nha. Tóm lại là có chuyện gì khó, hãy để Tổng đài Love Cool lo. Và các bạn ơi, hãy nhớ là chọn love, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha. Các bạn ơi, bên cạnh Tường đây, bây giờ còn có sự xuất hiện của một quý ông vô cùng điển trai và tài năng. Anh không chỉ là một dancer chuyên nghiệp, mà còn là một người chồng nè, một người cha. Ồ, Tường chấm là điểm 10 của showbiz luôn. Nói tới đây thì các bạn đã đoán được là ai chưa nè. Nào, chúng ta cùng nhau chào đón quý ông Tùng Min. Em chào chị Cát Tường. Rồi, chào Tùng Min. Các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Tâm sự cùng Tổng đài Love Cool. Dạ, em khỏe không? Em dạo này yếu lắm chị. Yếu đâu mà chị nhìn rất là tràn trề năng lượng như vậy mà gọi là yếu được chứ. Tùng Min ơi, không biết là trong cái khoảng thời gian mà đại dịch diễn ra vừa qua đó, thì các thành viên trong cái gia đình của mình nó đã trải qua cái giai đoạn đó như thế nào? Và Tùng Min có thể chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình để cho quý vị khán giả có thể nào hiểu thêm về những khó khăn của bản thân Tùng Min cũng như là những cái gì mà gia đình bạn đã trải qua hay không? Dạ. Thì như lúc nãy em nói, chị Tường hỏi em nó khỏe không ấy, là em nói là em yếu lắm. Thì thật ra là yếu ở đây là nó là yếu về tinh thần. Nhưng mà thực sự là ở trong cái giai đoạn mà khủng hoảng về Covid thì em nghĩ là gia đình của em với bao gia đình khác cũng chung một cái tâm lý như vậy. Khi mà mình bị lockdown, mình bị ở trong nhà quá nhiều, thì trải qua cái khoảng thời gian đó thì thực sự em bị một cái, nó có một chút gì nó hơi bị trầm cảm. Mà bản thân vợ em hay là những người ở trong gia đình em, hai đứa con cũng như vậy, không được đi đâu cả, không biết phải làm gì. Và ngoài cái chuyện là chúng ta phải chật vật với cái kinh tế đi, thì hàng ngày sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái mâu thuẫn của gia đình. Và bản thân em thì là một cái người rất thích là được ra ngoài, rất thích được đi đây đi đó. Nhưng mà nguyên cả một cái khoảng thời gian dịch như vậy em không thể đi đâu được. Thành ra là em bị quạo quạo luôn á, rồi cái đổ lên cho vợ con. Đúng rồi, chính xác luôn. Thế này thành ra là em nghĩ rằng là cái khoảng thời gian đó nó rất là khó khăn đối với em. Và em nghĩ là vợ em đã phải chịu những cái điều đó rất là nhiều luôn. Bên cạnh đấy thì vợ em cũng đã phải tiết chế lại rất là nhiều. Và bọn em đã phải dành ra rất là nhiều thời gian để ngồi nói chuyện với nhau, để làm sao có thể vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn như này. Trong khi mà chúng ta không thể nào nghĩ ra được một cái cách nào khác ngoài cái việc là bây giờ phải ở trong nhà, để cái điều đầu tiên là phải giữ được cái sức khỏe an toàn nhất. Đúng rồi, thật ra khi mà trải qua cái giai đoạn đó thì nhiều khi mình rơi vào một cái tình trạng là bất lực đúng không em? Dạ, đúng. Có nghĩa là nhiều kế hoạch, nhiều dự định, nhiều cái mong muốn, nhưng mà tất cả đều bắt buộc phải bị gián đoạn, phải bị gác lại hết. Trong cái thời gian mà bị ảnh hưởng của đại dịch mà đầy căng thẳng như vậy, thì Tường đã cảm thấy là tất cả chúng ta không chỉ nên gửi một cái lời cảm ơn, biết ơn sâu sắc đến những y bác sĩ, những người đã phải ngày đêm chiến đấu tại tuyến đầu chống dịch, mà chúng ta cũng cần phải gửi một lời cảm ơn đến những người vợ nè, người mẹ trong gia đình của mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã luôn luôn cố gắng, họ vừa chăm sóc cho gia đình, vừa lo toan cho gia đình, mà cũng phải vừa hỗ trợ và thực hiện những cái trách nhiệm với xã hội nữa, đúng không? Tùng Minh có đồng ý với ý kiến đó của chị không? Em đồng ý với cả ý kiến của chị, nhưng mà có một chút em muốn thêm một xíu là em nghĩ là trong bất kỳ một hoàn cảnh nào hay là một cái khoảnh khắc nào vậy ấy, thì em nghĩ là nên cảm ơn người phụ nữ. Bởi vì không chỉ trong cái khoảng thời gian dịch đâu, mà bên cạnh đấy thì trước đấy hay sau dịch thì người phụ nữ vẫn phải làm cái công việc của mình, mà có thể là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thành ra là
Em nghĩ là các người bố hay là những người đàn ông thì nên dành cái sự yêu thương cho người phụ nữ của mình nhiều hơn. Hay, đó là lời của một quý ông. Thế là mọi người hiểu tại sao hôm nay chương trình của chúng ta là có một cái quý ông lịch lãm ngồi ở đây rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên là trước khi bước vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải qua một phần vô cùng thú vị và hấp dẫn không thể thiếu của tâm sự cùng tổng đài Love Cool. Đó là gì? Đừng đi đâu nhé, và Tường sẽ quay trở lại ngay. Và các bạn ơi, hãy nhớ là chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha. Bây giờ Min có biết là mình đang tới cái gì mà nó Tường giới thiệu là nó hấp dẫn và nó lý thú và nó đặc sắc vô cùng mà không thể thiếu không? Cái đấy thì em nghĩ là chỉ có chơi game thôi. Mà chơi game là thường thường là sẽ có kiểu có quà thì là các bạn sẽ rất là hứng thú. Đúng rồi, làm sao một cái chương trình như mình mà không có quà cho khán giả đang theo dõi chương trình, đúng không? Các bạn khán giả của tổng đài Love Cool ơi, để khuấy động và giữ không khí cho cái chương trình thì chúng ta sẽ trước khi bước vào cái chủ đề chính của buổi tâm sự cùng tổng đài Love Cool ngày hôm nay, y như là Tùng Minh đã vừa dự đoán ha, các Tường xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào một trò chơi, một cái mini game cùng tương tác để có cơ hội nhận được những món quà rất là bất ngờ đến từ chương trình đó nha. Với trò chơi này mang tên là nhanh tay ghép chữ. Trời ơi, nghe nhanh tay ghép chữ là tôi thấy tôi thua rồi. Thôi bây giờ là cho Tùng Minh chơi với quý vị khán giả thôi nha. Luật chơi rất là đơn giản. Ở mỗi lượt thi á, ở mỗi lượt thì chương trình sẽ đưa ra một cái ô chữ ngẫu nhiên bất kỳ. Tuy nhiên là các cái chữ cái á quý vị thì đã bị đảo lộn thứ tự hết rồi. Chính vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra ô chữ chính xác và bình luận đáp án đúng ở phía dưới. Và người chơi nào có câu trả lời chính xác và đương nhiên là phải nhanh nhất rồi thì sẽ ngẫu nhiên nhận được một phần quà đến từ chương trình nha. Quà của chúng ta là gì nào? Đó chính là sữa lấp Úc có đường từ nguồn sữa tươi Úc đã qua xử lý và bảo quản với công nghệ Frozen Fresh không pha từ sữa bột. Còn sữa lấp Tây Ban Nha thì không đường, 100% là sữa tươi nguyên chất nhập khẩu từ châu Âu, chất lượng rất là tuyệt vời của xứ sở diệu kỳ, 100% tươi ngon, sản xuất trong ngày và đảm bảo chuẩn sữa tươi quốc tế luôn. Rồi bây giờ thì Tùng Minh cùng với các Tường sẽ hỗ trợ cho các bạn sẽ tìm ra đáp án của chương trình. Ngay bây giờ Tường xin mời ô chữ hiện ra. Wow. Ôi mấy cái này chị nhìn chị bị rối lắm. Em cũng rối luôn đấy. Ví dụ như kiểu game về vận động thì còn được chứ game ghép này là khó. Chị cũng vậy đó. Phạm Minh Huy kìa, chưa gì đã vô chơi game rồi vậy. Trời ơi, Tùng Minh có nói mà. Tùng Minh nói là bây giờ khởi động mình phải chơi game mình mới có tinh thần đó quý vị. Mà em nghe cái phần thưởng của game này là em cũng muốn là ví dụ như của bà xã của em mà xem là cũng phải chơi luôn đấy. Được không? Được không? Mà. Ồ, vậy em đoán được chữ gì chưa? Người phụ nữ phải không chị? Sao chữ đầu tiên giống nụ cười quá hà. Đúng rồi. Hết giờ. Có chưa? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi đó. Nhanh, có không? Có, em có đáp án rồi. Có gì? Có đáp án rồi, nụ cười gì đó. Trời ơi, đáp án mà nụ cười gì đó. Trời ơi, bạn Hồ Đình Quý bình luận kìa, sao khen khó vậy trời mà ai cũng đoán ra vậy trời. Thưa quý vị, là Tường vẫn thấy có rất là nhiều bình luận của khán giả ở bên dưới rồi. Và có nhiều người bình luận đúng luôn rồi. Bây giờ thì đã hết giờ, Tường sẽ đưa ra kết quả nha quý vị nha. Dạ, đó chính là người phụ nữ. Người phụ nữ nha, chứ không phải nụ cười gì đó nha em nha. Ok, chúc mừng các bạn nào vừa mới bình luận đúng và nhanh nhất nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cụm từ thứ hai. Trời ơi, cái gì nhiều quá vậy? Khó hơn luôn. Không, nhưng mà cái này em nghĩ là dễ này, bởi vì em thấy có cái số 9. Đúng đúng đúng. Có cái số 9. Một kìa, 19 kìa. Đúng rồi, 19 á. Đúng rồi, đúng rồi. Doanh Nguyễn bình luận kìa. Em biết rồi. Em đoán ra được rồi. Đoán đi, đoán trước đi. Bây giờ để cho các bạn nhanh đi, hết giờ bây giờ. Cái này, cái câu này là đại dịch Covid 19 đó. Là có thêm 19 nữa. Có thêm 19 nữa. Đại dịch Covid-19 chương trình ơi. Ô, Mỹ Dung Nguyễn, đại dịch Covid-19. Câu hỏi gì dễ quá vậy. Trời ơi, hồi nãy khó cũng bị la, bây giờ dễ cũng bị la. Trời, khán giả kỳ quá. Bây giờ muốn sao dễ để mình nhận quà quý vị ơi. Trúc Vân, ủa tôi thấy khó mà sao ai cũng đoán ra hết vậy. Rồi rồi, vậy là tôi nghĩ cái này chắc ai cũng đoán được quý vị ơi. Chúng ta hết giờ rồi quý vị ơi, tại vì cái này quá dễ luôn cả nhà. Mình cứ thấy có số 19 là mình hiểu rồi. Không phải là các Tường với Tùng Minh thông minh đâu mà do nó dễ quá. Đáp án của chúng ta chính là đại dịch Covid-19. Chúc mừng các bạn mà trúng mà nhanh nhất nha. Nhớ mình phải nhanh mắt lên nha quý vị. Đúng mà phải nhanh nữa, không nhanh là người khác sẽ cũng mất quà của mình đó. Và tiếp tục ô chữ kế tiếp. Cái này em cảm giác giống như kiểu vua vợt đấy chị. Vua? Vua vợt. Cái đó là em chưa có đảo chữ, em mới đọc nguyên à. Vua vợt là nếu mà đọc nguyên như này thì kiểu vua vợt, nhưng mà nếu mà đảo chữ lại thì
Là cái gì, là cái gì, đoán được chưa? Gần hết thời gian rồi. Nó liên quan đến đến Covid-19 chị. Là gì gì đó nó... Em nói chuyện quề trớt à Tùng Miên. Nói gì gì là gì quý vị khán giả. Dạ, hết giờ rồi. Kim Thi vượt qua chứ gì, ý gì. vượt qua, quà đi chương trình ơi. Nguyễn Thị Thanh Trúc, ok, từ từ. Trời ơi, Tuồng chỉ đọc bình luận thôi. Còn nãy giờ ai nhanh nhất thì chương trình sẽ báo nhận quà. Trời ơi, đây Tuồng không có ăn gian đâu, bà con yên tâm. Uyên Thi, ủa, từ từ mọi người ơi, sao lẹ quá, em chưa kịp dòm nữa mà. Đoan Nguyễn Hồng bé ơi. Dạ, bây giờ chốt lời phải không? Hết thời gian rồi, mình phải đưa đáp án ra thôi. Kính thưa quý vị, đáp án đúng như Tùng Minh nói có liên quan đến đại dịch Covid. Đó chính là hai từ vượt qua. Xin chúc mừng các bạn nào mà trúng và nhanh nhất nha. Và một cái game cuối cùng nữa thôi. Trời ơi nhiều quá. Trời ơi dài quá vậy. Đọc coi, đọc coi. Nếu mà em nữa. Em lại đọc nữa. Đọc đi, đọc đi. Bới tình thương. Bới tình thương. Bới tình thương. Bới tình thương. Bới tình thương có nghĩa là mình đi đâu bới, mình bới theo. Mình bới theo, mình phải lấy cái tình thương ấy theo, mình bới theo để đem theo mình. À đem theo để mình xài hoặc mình cho rồi, ta bớt. Cho người ta bớt. Đúng rồi. Bới tình thương. Bới tình thương. Hết giờ. Dạ không có cái cụm từ gì mà bới tình thương nó vô nghĩa mà nó kỳ cục. Bạn Tùng Min này kỳ quá à. Coi tay Lê. Từ gì khó quá, nghĩ vẻ, trời ơi, chưa gì đã nản chí rồi, tay Lê. Trời ơi, Như Ngọc Hà. Bình thường mới đưa quà liền. Wow, Ngọc Hà, bình thường mới chứ gì. À, Diễm Nguyễn trả lời như trên. Ủa, trả lời như trên là như cái gì? À, kính thưa quý vị, và cụm từ này chính là bình thường mới quý vị nha. Wow, cảm ơn Tùng Minh, bạn đã phá hoại những người chơi rất là nhiều. Bạn đã quấy nhiễu tinh thần của những người chơi để họ đưa ra những cái đáp án rất là chuẩn. Nhưng mà phải công nhận các bạn lanh thiệt, nhanh mắt ha. Mà mình ngồi chị em mình là mới có đoán thôi. Mà các bạn ấy là vừa đoán mà phải vừa bình luận nữa. Mà bình luận nhanh. Đúng rồi, mà nhanh nhất thì mới trúng. Rồi Tùng thấy là có rất là nhiều vị khán giả đã trả lời chính xác đáp án của chương trình. Nhưng mà game mà quý vị, Tường xin chúc mừng các bạn nào chiến thắng. Còn bạn nào mà chưa may mắn trả lời đúng á, thì mình cũng đừng có vội buồn nha. Bởi vì chúng ta sẽ còn có những cái trò chơi ở phía sau chương trình nữa. Và các bạn ơi, nếu như các bạn đang gặp bất kỳ những vấn đề về tâm lý gì muốn chia sẻ thì hãy nhanh tay lên liên hệ với tổng đài Love Cool nha. Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng với các bạn. Và các bạn ơi, hãy nhớ là chọn Love, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha. Các Tường tin rằng là thông qua cái trò chơi mini game vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được, đoán ra được cái chủ đề tâm sự của tổng đài Love Cool ngày hôm nay là gì rồi, đúng không nè? Đây là một cái chủ đề mà được rất là nhiều người quan tâm, đó chính là phụ nữ trong thời đại Covid-19. Thật sự thì tại sao mà chúng ta lại chọn cái chủ đề này ngày hôm nay là người phụ nữ trong thời đại Covid-19? Các Tường tin rằng trong suốt một cái thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì nó không chỉ tác động nặng nề đến nền kinh tế nè, gây những cái tổn thất lớn về vật chất cũng như là về sức khỏe của con người, mà nó còn mang lại rất là nhiều những cái thiệt hại, những cái mất mát to lớn về con người, ảnh hưởng nhiều về tâm lý. Và trong đó thì những người phụ nữ họ không chỉ là lo lắng chăm sóc cho gia đình mà còn phải bộn bề với rất là nhiều công việc ở trong nhà và việc ngoài xã hội nữa. Thì để có thể hiểu thêm và chia sẻ với những người phụ nữ đã vô cùng mạnh mẽ, vô cùng dũng cảm và lạc quan để chiến đấu và vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, thì Cát Tường bây giờ sẽ xin được kết nối với vị khán giả đầu tiên nha, để chúng ta được lắng nghe những chia sẻ của bạn về câu chuyện của mình đến với mọi người. Rồi, xin mời phòng máy hãy kết nối ngay bây giờ. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Tùng Min và chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình ạ. À, chị Tường chào em. Em có thể giới thiệu một chút xíu nha. Dạ. Em tên là gì vậy? Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, em đến từ Thái Nguyên ạ. Yến ơi, thì hồi nãy giờ chắc là theo dõi chương trình, Yến cũng biết về cái chủ đề của mình ngày hôm nay rồi. Thì chị Tường rất là vui khi Yến đã tin tưởng Cát Tường cũng như là tin tưởng Love Cool để chia sẻ cái câu chuyện của mình ngày hôm nay. Thì mời Yến chia sẻ cái chuyện của mình nhé. Dạ vâng ạ, kính thưa, thưa các bạn khán giả đang xem chương trình. Ngày hôm nay thì em cũng rất là vui khi được tham gia vào cái chương trình tâm sự cùng Love Cool này. Và trong cái chủ đề là về người phụ nữ trong cái thời đại Covid-19 này. Thì trong cái thời đại trạng thái bình thường mới này thì đúng là tình trạng mà mắc Covid thì đối với tất cả mọi người thì cũng sẽ là không quá đáng sợ như là ngày trước nữa, bởi vì là bây giờ hiện tại là cũng đã được chích ngừa Covid. Nhưng mà cái điều đó thì lại trái ngược đối với em. Covid nó vẫn là cái điều đáng sợ rất lớn đối với gia đình em. Bởi vì là trong gia đình của em thì chồng em là không may mắn
bị tai nạn lao động và bị điện giật năm 2020. Đến thời điểm này đã là 2 năm và anh bị tổn thương 97% sức khỏe. Và trong tình trạng bây giờ là anh chỉ nằm một chỗ nên là cũng không có thể chích ngừa Covid-19 được, chích ngừa những cái mũi vaccine được. Nên là cái điều đó đối với gia đình em rất là sợ và cố gắng là lúc nào cũng cố gắng là để phòng trừ cho bản thân là không thể mắc. Nhưng mà cuối cùng thì bản thân em thì là một giáo viên mầm non, em vẫn phải đi làm, em cũng vẫn phải tiếp xúc với đồng nghiệp, cũng vẫn phải tiếp xúc với các bé. Và mẹ, gia đình em thì cũng rất là ít người, cũng chỉ có em và chồng em và hai bé nhỏ. Và mẹ chồng thì mẹ chồng em cũng phải đi chợ để bán hàng, nên là cũng trong những cái chỗ lúc tiếp xúc như thế thì mình cũng rất là khó tránh khỏi. Và cuối cùng thì mẹ em cũng mắc Covid-19. Trời. Và mẹ em thì cũng đã 60 tuổi rồi. Và sau khi đó thì em cũng rất là sợ và cũng mẹ cũng cố gắng chăm sóc cho bản thân để không bị lây ra hai bé nhỏ và chồng em, bởi vì là nếu mà bây giờ mà chồng em mà mắc Covid-19 thì sẽ em rất là khó khăn đối với gia đình em, vì lại phải đi viện luôn, bởi vì là tình trạng của anh bây giờ đang phải thở qua nội khí quản nên cũng rất là khó. Và cuối cùng thì hai bé nhỏ thì cũng lại bị Covid-19 nữa, và sau đó thì cũng lại đến em, và đó cũng là cái thời điểm mà em khủng hoảng nhất. Trong em vẫn còn nhớ mãi, nhớ như in là trong cái hôm đầu khi mà bản thân em test lên em bị Covid-19 là em rất là lo sợ, bởi vì là em là người trực tiếp chăm sóc cho chồng em hàng ngày, và trong khi đó là chồng em phải chăm sóc cũng rất là khó, là thay bông thay gạc, rồi bắt đầu là phải vệ sinh răng miệng, tức là cái nguồn tiếp xúc nó rất là lớn. Và hai bé nhỏ thì lại lúc nào cũng ở bên cạnh bố và ôm hôn bố suốt ngày, lúc nào các con cũng díu dít trong phòng nên là cũng rất là sợ. Và hôm đó thì em cũng test cho cả gia đình, là cả chồng em và hai bé nhỏ, thì lúc đó thì hai bé nhỏ chưa bị và chồng em cũng vẫn là kết quả âm tính. Và lúc đó em cũng rất là sợ và em cũng đã tự cách ly ra một phòng riêng. Nhưng mà cách ly nhưng em vẫn là người chăm sóc chính cho chồng. Lúc đó thì hôm đó em vẫn còn nhớ mãi là hôm đó em đã để hai bé nhỏ ở phòng bên và một mình trông bố. Thì tức là em, các con ấy cũng rất là biện bố biện mẹ, cứ nhìn thấy bố mẹ là lao vào ôm, nên là em cũng rất là sợ các bé sẽ tiếp xúc nhiều với em nên sẽ lây. Và hôm đó thì các con bé lớn thì là 8 tuổi, bé nhỏ thì là 5 tuổi, hai anh em trông bố ở phòng bên và em ở bên này. Chỉ mẹ thì chỉ biết là theo dõi camera để cho các con ngủ rồi thì mẹ mới sang, rồi đeo bao tay, rồi mặc kín, rồi đeo khẩu trang kín, rồi sang chăm sóc cho bố. Và hôm đấy thì các con ấy cũng là cái ngày vắng mẹ đầu tiên, tức là vẫn không có bố mẹ ngủ cùng trên giường ấy. Nên là các con cũng cứ em bé thì khóc và anh lớn thì phải 8 tuổi phải dậy trông em cả đêm hôm đấy. Thì sau đó thì hôm sau thì các bé lại bắt đầu có hiện tượng sốt và em lại phải, cả hai bé đều bị luôn, và bắt đầu em lại cách ly hai bé, và lúc đó cách ly hẳn hai bé ra với bố, nên là em cũng rất là sợ. Và lúc đó thì em phải bản thân em cũng đã bị rồi, rất là mệt mỏi, rất là sốt, và mẹ chồng em cũng mắc cũng rất là mệt, nhưng mà mẹ cũng phải tự dậy chăm sóc bản thân, nên bởi vì gia đình em rất là neo người và mẹ thì cũng không dám xuống phòng vì là sợ lây cho con trai, nên là ở dưới này là chỉ có ba mẹ con em thôi, nên là em đã phải tách hai bé ra. Và lúc đó thì lúc đấy em không còn biết thế nào và em chỉ biết là cầu xin là có một cái điều gì đó, có một cái điều gì đó nó hy vọng gì đấy là chồng thì sẽ không mắc. Nên là dù có ốm hay là sốt em vẫn phải dậy, em đeo găng tay rồi đeo khẩu trang kín rồi sang sát khuẩn rồi khử phòng, lau dọn vệ sinh cho chồng tất cả mọi thứ. Tức là cái đấy nó là một cái rất là nan giải, bởi vì là chồng em lại mắc cái chứng là tăng trương lực cơ, gồng rất là nhiều. Có cái thời điểm mà gồng mạnh là gồng từ 20 đến 22 tiếng, đấy là cái thời điểm gồng nhiều nhất. Còn thời điểm bây giờ thì anh cũng đỡ hơn, anh chỉ gồng từ 8 đến 10 tiếng. Và những cái lúc gồng mạnh như thế là tất cả những cái cơn cơ anh co thắt hết lại, rồi toát mồ hôi, nên là bắt buộc là phải có người. Mà có người ở đây thì không có ai cả, là chỉ có em thôi. Nên là em rất là sợ là chồng em sẽ bị, nên là lúc đấy thì cũng đi mua những cái loại thuốc tăng sức đề kháng tốt nhất, rồi xịt họng, rồi vệ sinh răng miệng, rồi xúc họng cho chồng em, tức là những cái đấy là em phải làm hết. Là cứ đi ra khỏi phòng ấy, đi ra khỏi phòng là em lại phải bỏ bao tay, rồi em lại bỏ tức là ra khỏi phòng để sang bên này cho các bé ăn. Thì sau mỗi lần vào phòng thì em lại phải thay đồ, em lại phải bỏ găng tay, rồi bỏ hết tất cả mọi thứ lại sát khuẩn lại để chăm sóc cho chồng em. Và rồi cuối cùng cứ dần dần thời gian cứ trôi thì mẹ em cũng khỏi bệnh và hai bé cũng khỏi bệnh.
Thật là cái câu chuyện của em chị nghe, chị Tường vừa nghe em chia sẻ mà giờ Tường vừa hình dung ra cái những cái cảnh đó nó diễn ra mỗi ngày trong một cái giai đoạn dài mấy tháng như vậy. Thì không biết, chị biết là cái áp lực trên cái đôi vai em là nó quá lớn, mà thật sự chị thấy em giỏi quá, em còn rất là trẻ luôn. Thì không biết là cái giai đoạn đó đó, có khi nào mà em cảm thấy là mình bế tắc, mình gục ngã luôn không em? Và em đã vượt qua được cái điều đó bằng cái cách nào hay vậy? Dạ có. Trong từ cái thời điểm chồng em mắc bệnh thì cũng là cùng với cái thời điểm mà bắt đầu Covid-19 cũng đã diễn ra nhiều, là từ năm 2020 đến bây giờ. Nên là cứ mỗi lần anh đi viện thì cũng chỉ có được một người chăm thôi ạ. Nên là không có được thay đổi người, nên là em cũng rất là sợ anh ốm hơn anh đi viện. Và có những cái lúc mà chồng em thì lại không ngủ, và em thì lại phải thức triền miên theo anh ấy. Có những cái đêm, là em chỉ ngủ 2 tiếng, 1 tiếng, và có lúc thì là thức trắng luôn. Nên là có những tâm lý của em không được ngủ thì em lại càng bị áp lực tâm lý hơn. Và em vượt qua cái điều đó như thế nào? Em nghĩ tới cái điều gì để mình có thể chiến đấu lại được trong cái khoảng thời gian dài như vậy? Em nghĩ về tình yêu ạ. Và em nghĩ về mẹ nữa ạ. Bởi vì là mẹ chồng em thì chỉ có chồng em thôi, nên là, và mẹ em đã 60 tuổi mà mẹ em cũng vẫn vượt qua được, vẫn cố gắng được, thì em nhìn chính vào mẹ em, bởi vì là tình yêu mà mẹ em dành cho con trai, và cũng là tình yêu của em dành cho chồng, nên là tất cả mọi thứ, cả gia đình cùng về cùng là tình yêu, nên là đã cố gắng vượt qua được. Cảm ơn em. Khi nghe câu chuyện của bạn thì Tùng Minh có cái cảm xúc như thế nào? Em thật sự là cái điều đầu tiên mà em muốn nói với cả Yến là em phải cảm ơn Yến. Bởi vì là nhờ câu chuyện của Yến mà thực sự là Tùng thấy là có những cái điều mà phi thường nó không cần thiết phải được hiện lên trên phim ảnh. Mà ngay cả đời thường này chúng ta cũng có thể thấy được, giống như câu chuyện của bạn Yến này. Thì anh thực sự là phải rất là khâm phục em đó Yến. Quá nể đúng không? Quá nể luôn, bởi vì là với một cái hoàn cảnh có thể nói là rất khó khăn cho em, mà còn khó khăn hơn nữa là ở trong một cái khoảng thời gian của đại dịch Covid-19, thì không phải ai cũng có thể làm được cái công việc giống như em đã và đang làm như bây giờ đâu. Và bản thân anh là một người đàn ông, người ta nói là đàn ông là trụ cột của gia đình mà chị. Nhưng mà khi mà em nghe câu chuyện này thì tự dưng em cảm thấy là những cái gì mà em trải qua trong cái đại dịch Covid vừa rồi ấy, nó thực sự là nó quá nhỏ. Nó bình thường quá với cái người phụ nữ này. Yến biết sao không, khi mà chị ngồi lắng nghe câu chuyện của Yến á, mặc dù chúng ta đang sống ở thời buổi hiện đại, nhưng mà chị Tường lại cảm nghĩ tới những cái câu của ông bà mình ngày xưa đó, dành cho cái người phụ nữ mà từ ở cái thời phong kiến á, có nghĩa là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Giống như Yến là một người phụ nữ hội đủ tất cả những cái yếu tố, những cái phẩm chất của một cái người phụ nữ, mà ở nhà thì mình lo cho cha cho mẹ, lấy chồng thì mình phải lo cho chồng con gánh nặng trên vai. Thì chị vui vì hôm nay Yến chia sẻ, và Yến cũng ngồi đây mạnh khỏe, và gia đình mình cũng còn mạnh khỏe. Tự nhiên mình cảm thấy có một cái sự đồng cảm, và mình thương cho cái chị em phụ nữ của mình rất nhiều. Đó không phải là không thương quý ông đâu nhé, nhưng mà thật sự khi nghe Yến chia sẻ như vậy thì Tường cảm thấy rất là xúc động. Yến ơi, vậy thì hiện tại là một mình Yến như vậy thì chắc là chồng mình thì cũng vẫn không có, chưa có làm việc gì được đúng không em hả? Thì chồng không em biết thì là bị tổn thương 97% rồi, là sẽ rất là khó để quay lại được như ngày trước ạ. Thì chị cũng xin chia sẻ cái khó khăn của bản thân em nha. Cho chị hỏi một chút xíu, tại vì chị luôn muốn hướng đến những cái điều tích cực trong cuộc sống. Thì không biết là cái cách mà Yến dành để mà nuôi dạy các bé ở nhà là như thế nào, trong một cái vai trò mình vừa làm mẹ mà vừa làm cha. Cái đấy cũng là cái rất là khó đối với em, bởi vì là khi mà bố mắc bệnh thì các con lại còn quá nhỏ. Bé lớn mới lớp 1, bé thứ 2 mới 4 tuổi. Và cái lúc đấy các con cũng chưa hiểu là vì sao mà bố lại bị như thế. Nên là các con, bởi vì các con vẫn đang được nuông chiều, vẫn đang được sống ở trong cái vòng tay của bố mẹ, nên là lúc nào các con cứ đêm các con lại khóc, và bắt đầu là đòi hết bé nọ bé kia, đòi ngủ với bố rồi quay ra đánh nhau. Và đấy cũng là một cái áp lực rất lớn đối với em, bởi vì là vừa đêm em vừa phải trông hai bé mà lại vừa phải trông cho chồng. Và cuối cùng thì em đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nói chuyện với con, trò chuyện cùng với con, chỉ cho con từ những cái hành động của bố, là đây này bố, các con có nghe ai là người yêu thương con nhất, thì các con đều trả lời là bố là người yêu thương con nhất. Vậy thì bây giờ con thấy bố đang bị như thế nào? Thế các bạn bảo là bố bị ốm, thế con có muốn là bố sẽ quay lại yêu thương được cho các con như ngày xưa không?
thì con bảo con có. Thì các bạn bảo con muốn bố đưa đi học, con muốn bố đưa đi chơi. À vậy thì bây giờ bố đang ốm thì mình phải lại phải bỏ thời gian ra chăm sóc cho bố 1 năm này 2 năm này, có thể 3 năm bố sẽ khỏe lại, bố lại đưa các bạn các con đi chơi, bố lại đưa các con đi học. Nên là bây giờ tất cả gia đình mình cần phải cố gắng, và gia đình em thì neo người nên là bé lớn thì cũng dần lớn lên, và bây giờ con lớp 3 nên là em đã dạy cho con, và bây giờ con có thể thay mẹ chăm sóc bố và làm tất cả các công việc, từ cho bố ăn đến thay bông băng vệ sinh răng miệng, rồi là thay bông băng gạc cho bố, là như là hút đờm, rồi như là một bác sĩ nhí ạ, có thể làm hay được hết quá. Cả bé thứ hai cũng đã trông được bố rồi. Vâng ạ. À, hay quá, cảm ơn chia sẻ của Yến nha. À, chị thấy cũng có rất là nhiều bạn đang lắng nghe câu chuyện của Yến và cũng đang chia sẻ với bạn. À, chị bạn Thanh Trúc có bình luận nè, tội nghiệp chị quá, mong là phép màu sẽ xuất hiện với gia đình của chị. Rồi bạn Kiệt Tuấn Võ thì nói là trời ơi gì mà tội quá vậy, đúng là sức mạnh của một người phụ nữ Việt Nam không đùa được đâu. Chị Minh Huy kìa là chúc chồng chị sớm khỏe, bình thường đã khổ, nay còn dịch nữa, khổ chồng khổ vợ. À, như vậy thì Yến ơi, chị rất là cảm ơn em đã dành thời gian và đã tin tưởng chia sẻ với chương trình câu chuyện của em ngày hôm nay. Và chị tin rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi ơi, nếu mà mình có những cái nỗi đau, những cái mất mát hoặc những cái khó khăn, đôi lúc mình không biết tâm sự cùng ai thì đừng ngần ngại, hãy tâm sự cùng với tổng đài của lớp Cool nhé. Bởi vì mọi người biết sao không, khi mà bạn Yến được nói ra như thế này nè, thì có Tường nghe nè, có Tùng Minh nghe nè, rồi có nhiều người khác cùng lắng nghe và cùng chia sẻ. Mặc dù có thể là chúng tôi không giúp được gì cho Yến cả ngay cái thời điểm đó, nhưng khi bạn nói ra được thì bạn sẽ cảm thấy là nó nhẹ nhàng đi phần nào, và bạn phải luôn luôn nghĩ rằng là bên cạnh mình còn có những người khác luôn đồng hành với mình và truyền cho mình những cái năng lượng tích cực. À, cảm ơn Yến nhé, và chúc cho Yến cũng như gia đình mình luôn luôn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Tùng Minh và chào tất cả các bạn khán giả. Và các bạn ơi, hãy nhớ là chọn lớp, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thời kỳ căng thẳng, đấu tranh dữ dội với biến chủng Delta nè. Sau đó thì lại tiếp tục bước đến một cái giai đoạn bão hòa và bắt đầu cuộc sống mới, bình thường mới với một cái biến chủng Omicron. Thì Cát Tường tin chắc là không chỉ những cánh đàn ông đâu, những người trụ cột vững vàng của gia đình, mà ngay cả những người phụ nữ cũng đã rất là mạnh mẽ, đã cố gắng vươn lên để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Và đó cũng là những cái từ ngữ miêu tả rất đúng về một cái nhân vật sắp tới, một người phụ nữ mà trong cái giai đoạn bình thường mới rất là lạc quan, rất là tích cực, bắt đầu đi làm và quay lại với các hoạt động xã hội thường ngày. Còn bây giờ thì để hiểu rõ hơn về câu chuyện của nhân vật này thì Cát Tường xin mời phòng máy hãy kết nối với bạn khán giả này nhé. Em ơi, xin chào. Dạ. Ồ, chào em gái. Em có nghe rõ giọng chị Tường không? Dạ, nghe rõ ạ. Kính thưa quý vị, đây là một bạn gái muốn chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng mà bạn cũng còn chút e ngại, bạn không muốn là xuất hiện, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lắng nghe được giọng nói và câu chuyện của bạn nhé. Em ơi, em tên là gì vậy? Em có thể cho chị Tường biết tên của mình không? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Tùng Minh và chào khán giả. Em tên là Trang. À, và Trang hiện ơi, đang là sinh viên năm tư ạ. À, chắc là Trang cũng có nhiều cái tâm sự muốn chia sẻ đúng không? Giờ xin mời Trang hãy chia sẻ câu chuyện của mình nha. Dạ, trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra và trong khoảng thời gian cách ly xã hội thì em cũng có tham gia vào vào đội tình nguyện để đi chống dịch ạ. À, hay quá. Rồi em chia sẻ cho chị nghe với những cái kỷ niệm lúc đó của em nè, có những câu chuyện như thế nào xảy ra với mình nè. Dạ thì lần đầu mình tham gia, mà em thì cũng không phải là học bên ngành y tế, mà là chỉ là một tình nguyện viên nhỏ thôi. Thì trong khoảng thời gian đi chống dịch cũng có rất nhiều kỷ niệm, nhớ nhà rồi. Lúc mình đi qua nhà thì mình không được về nhà, chỉ đi qua đứng ở xa để nhìn cô thôi. Trang ơi, khi mà em bắt đầu quyết định là mình tham gia vào cái đội tình nguyện đó ấy, thì bố mẹ hay là những người thân ấy có cản em không, hay là họ có nhận xét gì về cái việc đó không? Dạ, cái lúc mà em đăng ký là em không có nói cho bố mẹ biết. Mà tới ngày mà bắt đầu có quyết định đi thì em mới nói ạ.
Rồi phản ứng của ba mẹ em như thế nào? Thì mẹ thì rất là lo, còn ba lúc đầu thì nói là không cho đi, tại vì mình là con gái mà. Mà trong cái khoảng thời gian tháng 8 là đỉnh cao của dịch ấy ạ. Chị biết giai đoạn đó. Rồi em cũng nói là bây giờ con muốn đi cống hiến để giúp được một ít gì đó cho xã hội. Rồi ba thì lúc đó giận không nói chuyện luôn. Nhưng mà lúc mà em đi ra khỏi nhà để đi á, thì cũng đứng ở trong cửa dặn dò là đi thì cẩn thận nha con. Dù giận thì giận nhưng mà ba mẹ nào cũng yêu thương và lo lắng cho con hết. Chị Tường cũng là một người mẹ nên Tường cũng cảm nhận được cái sự lo lắng của ba mẹ mình. Nhưng mà lúc đó thì không biết là em đi như vậy thì nó có gặp những cái khó khăn gì hay không? Em kể với cho mọi người nghe với. Dạ thì từ nhỏ đến giờ chưa có trải qua ở cái hoàn cảnh mà thiếu thốn nước, rồi thiếu thốn những cái đồ dùng cá nhân ấy ạ. Tuần đầu đi chống dịch thì nhớ nhà, rồi cơm thì ăn cũng không có hợp khẩu vị. Tất cả đều là trải nghiệm mới. Mà sau một khoảng thời gian thì em cũng làm quen được. Trang đi là Trang đi với ai? Trang đi một mình hay Trang đi với ai Trang? Dạ nhà thì có ba chị em nên là ba chị em quyết định đi ạ. Trời, là cả ba chị em cùng đi luôn hả? Dạ. Cái động lực nào mà làm cho ba chị em mình mạnh mẽ như vậy, dám lên đường đi tình nguyện trong khi là bố mẹ mình thì ngăn cản, rồi mình cũng không có chăm sóc được bố mẹ mình ở nhà? Trong khoảng thời gian ở nhà thì bọn em lướt Facebook, rồi lướt tất cả các trang báo, các trang mạng xã hội thì đều thấy tình hình ở ngoài rất là căng thẳng. Rồi em nói với chị là chị ơi, nhìn em muốn đi tình nguyện. Lúc đầu thì chị cũng lưỡng lự. Xong rồi em đánh vào đoạn tâm lý, em cho chị xem nhiều. Xong chị cũng quyết định đi cùng. Rồi cả ba chị em đi luôn ạ. Nhưng mà chị nói thiệt với Trang á, là Trang có thấy nếu mà Trang nói lướt trên mạng thì Trang xem lúc đó là những cái hình ảnh mà có những cái sự chết chóc, chia tay, đau thương cũng rất là nhiều. Rồi ba chị em đi vậy, thật sự chị hỏi Trang là Trang không sợ chết hả? Dạ có sợ, nhưng mà tại vì bọn em còn trẻ nên là cũng muốn cống hiến. Lúc đấy chị nghĩ là mình còn trẻ thì chắc là mình sẽ không bị nhiễm đâu. Em nghĩ là không chỉ các bạn trẻ giống như Trang đâu, bởi vì là ngay trong cái khoảng thời gian đại dịch ấy, em cũng biết được là có một số những cái đội tình nguyện của các anh chị em nghệ sĩ, thì lúc đấy em cũng muốn đi lắm, em cũng, nhưng mà em lại hỏi vợ em là có cho em đi không, thì vợ em chắc chắn là không cho rồi. Thành ra là cái mà em thấy là ba chị em mà cùng đi, mà để đến một cái tuyến đầu như vậy để chống dịch thì thực sự là nó rất là khó khăn, đúng không Trang? Dạ. Trang ơi, nhưng mà thật sự chị muốn hỏi nè, trong cái hành trình em đi như vậy thì em có phải chứng kiến những cái cảnh gì nó tang thương, nó đau thương không? Và khi mình chứng kiến những cái cảnh như vậy, có những cái bệnh nhân hay là những cái gì đó mà họ trước mặt mình họ như vậy nhưng mình không thể giúp được gì họ cho họ, thì em, cái cảm xúc trong lòng em như thế nào? Những cái cảm xúc mà em đã nhận được qua một cái chuyến đi mà em cùng với hai người chị của mình đã trải nghiệm. Dạ thì đi khoảng thời gian đó cũng chứng kiến rất là nhiều. Có những cái trường hợp mà nhà có ba bé, bé lớn nhất là chỉ 7 tuổi thôi, bé nhỏ là 3 tuổi. Rồi lúc mà nhận quyết định là dương tính thì các bé mặc đồ bảo hộ rồi phải để đi vào khu cách ly. Rồi mấy bé khoác ba lô rồi tay ôm gấu bông đi. Mấy bé còn hỏi em là cô ơi bây giờ đi đâu vậy? Con em nói là bây giờ mình sẽ đi chơi một chuyến. Rồi một thời gian sau mình sẽ lại về. Lúc ấy nhìn cái cảnh mà mấy bé đi bộ từ nhà ra xe, em không dám nhìn luôn.
đang có rất là nhiều những cái bình luận của quý khán giả đang rất là chia sẻ với câu chuyện của em luôn. Chị đọc cho em nghe để em được thấy vui nha. Bạn Huỳnh Minh Toàn khen kìa, ba chị em giỏi quá ơ. Rồi Kinh Quốc cũng khen là ba cô gái đáng được tuyên dương. Bạn Đoan Nguyễn bạn thì Đoan nói Nguyễn là này, là đi chống dịch nguy hiểm, người mẹ không đồng ý cũng đúng, nhưng con mình làm điều tốt thì nên ủng hộ. Tây Lê này, mọi người giỏi quá, đi chống dịch đến đàn ông còn sợ mà huống chi chị em phụ nữ. Còn có câu chuyện nào đặc biệt hơn nữa, ấn tượng hơn nữa xảy ra với mình trong cái hành trình đó không em, kể tiếp đi Trang. Dạ, thì bọn em đi đến đâu cũng được người dân rất là quý. Em nhớ là Tết Trung Thu, bọn em đi thì được mấy cô mấy chú cho bánh Trung Thu. Xong rồi tối về ba chị em tự cắt bánh Trung Thu ăn với nhau. Rồi gọi điện về cho ba mẹ. Trang lễ Quốc Khánh thì cũng vậy. Rồi Trang nói đi, Trang nói Trang, đi. Trang nói đi. Dạ, lễ Quốc Khánh thì năm ngoái thì mình còn được đi du lịch hoặc là đi chơi với gia đình. Mà Quốc Khánh thì ba chị em cũng gọi điện về cho ba mẹ. Xong ba mẹ cũng nói là nhớ ba đứa, muốn ba đứa về nhà, nhưng mà lúc đó thì không về được ấy ạ. Nếu mà cho thời gian quay trở lại vào thời điểm đó thì để chọn lựa thì em có quyết định đi nữa hay không? Hay là em sẽ nghe lời ba mẹ ở nhà cho nó an toàn? Dạ em vẫn quyết định đi ạ. Là vẫn không sợ đúng không? Vẫn thấy là mình nhận được rất là nhiều cái giá trị trong thời điểm đó. Thật ra cái điều này á, Tường rất là chia sẻ, không biết là Tùng Minh có đồng cảm với Tường hay không. Nói ra thì nghe có vẻ nó nghịch lý và nó vô duyên, nhưng thật ra cái thời gian mà dịch bệnh vừa qua thì nó đã làm thay đổi tư duy, thay đổi cái lối sống và thay đổi rất là nhiều hoàn cảnh của gia đình. Có những cái gia đình là nhiều khi là nhờ cái dịch bệnh Covid mới nhận ra được cái giá trị của nhau, của những thành viên. Chồng biết yêu thương vợ hơn, vợ biết yêu thương chồng hơn, có thời gian chăm sóc cho những đứa con hơn. Và thậm chí là mỗi thành viên trong gia đình có thời gian để mà báo hiếu cho cha mẹ nữa. Bình thường cuộc sống mình tất bật quá, mình không có thời gian chăm sóc với gia đình của mình. Cảm ơn Trang rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện của mình ngày hôm nay nha. Và Tường cũng... Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn Trang. Tường nghĩ là dù là trong cái thời đại bình thường mới, nhưng mà tất cả chúng ta vẫn phải luôn cẩn thận, chúng ta không nên chủ quan nha các quý vị. Chú ý để giữ gìn an toàn cho sức khỏe của bản thân và của mọi người xung quanh. Đừng, đúng là khi mà mình muốn làm gì thì làm, mình không được ý ý đâu. Và vẫn nên chọn love nha, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha cả nhà. Thật ra là nãy giờ chị vẫn chưa lắng nghe được, chị biết là ai cũng khó khăn rồi, nhưng mà chị Tường muốn nghe một cái câu chuyện gì cụ thể xảy ra đối với bản thân Tùng trong cái giai đoạn Covid-19 mà làm cho em ấn tượng và khó quên nhất. Ấn tượng và khó quên nhất của em thì đó là cái chuyện mà của hai vợ chồng. Thật ra là vợ em cũng là một người làm về nghệ thuật và cũng là một cái người mà rất thích ra ngoài. Thành ra là khi mà ở là nhà, vợ em cũng thích ra ngoài. Dạ vâng, cũng là được thích bay nhảy rồi làm này làm kia, chứ không phải là ở nhà nhiều đến như vậy. Thành ra là trong cái khoảng thời gian đó bọn em mâu thuẫn rất là nhiều. Hai vợ chồng như là chim mà bị buộc chân là hết trơn vậy đó. Dạ đúng rồi. Mà chị có biết không, có nghĩa là đến cái việc mà em lau nhà thôi là cũng cãi nhau được. Ủa lau nhà mà có gì đâu cãi. Em nấu cơm thôi cũng cãi nhau được. Bởi vì là hàng ngày không được nhìn thấy cái điều đó nhiều. Nhưng mà bây giờ ngày nào mình cũng sẽ phải nhìn cái việc đó. Mà nếu mà em không làm những cái việc đó thì em bị bức bối. Và vợ em không làm những việc đó thì vợ em cũng khó chịu. Thành ra là lúc nào mình cũng nhìn thấy cái hình ảnh đó, tự cảm giác nó giống như kiểu là nó bị stress ý. Có nghĩa là bình thường mình nhìn thấy một xíu đi thì không sao, nhưng mà ngày nào mình cũng thấy cái việc đó, rồi tự dưng là nó sẽ gây một cái gì đó, nó giống như kiểu xâm phạm vào quyền riêng tư, một cái khoảng không gian riêng tư. Ủa chị nghĩ là mình phải bao lâu thì mới thích nghi? Em nghĩ là tại vì ở nhà là 3 tháng, dạ, 3-4 tháng, dạ, là bao lâu rồi mới thích nghi? Em nghĩ là nguyên cả 3-4 tháng đó là không có thích nghi được với ủa nhau. Kỳ vậy? Bọn em cãi nhau nhiều lắm, mà bọn em phải tiết chế lại, bởi vì là bên cạnh có con nhỏ thì rồi lúc đó là... thì con cái nó phản ứng như thế nào? Thì đương nhiên là bọn em sẽ có một cái phòng riêng, là hai đứa nhóc là sẽ ở trong phòng, và bọn em sẽ phải chui trong phòng để bọn em giải quyết cái mâu thuẫn đó. Nhưng mà nó vẫn không thể được, nó không thể nào mà giải quyết được như là mình nghĩ đâu. Bởi vì
cái chuyện mà mình không bộc phát em thì em mà em tức là em sẽ phải nói hết ra, em phải bộc phát hết ra. Nhưng mà nó khó cho em là em không thể nào làm được cái việc đó, bởi vì có con ở nhà em không thể nào to tiếng. Nhiều khi được. Mình nghĩ mình làm được một trận thì mình sẽ hả hê, mình sẽ thỏa mãn nên mình sẽ dễ chịu hơn, đúng không? Rồi. Nhưng mà chị thấy là nghệ sĩ thật là bản thân chị Tường nè, là những có những cái giai đoạn là ở nhà thì mình vẫn có những cái công việc khác để làm. Dạ. Ví dụ này, ví dụ là chị vẫn có thể là quay YouTube. Dạ. Về cái hàng ngày của mình xảy ra như thế nào trong cái Covid, rồi mình cũng vẫn truyền những cái năng lượng tích cực, mình vẫn live stream, mình vẫn này kia, thì em làm gì để giải trí hoặc là có cái gì để tạo ra thu nhập để mình cảm thấy nó đỡ bức bối hơn không? Thì có nghĩa là trước khi mà dịch ấy, thì vợ chồng em có mở một cái studio để chụp hình. Nhưng mà không may một cái là vừa mới mở ra chuẩn bị khai trương thì lại bị dịch. Thành ra là trong lúc mà khi bọn em ở nhà ấy, thì là bọn em chỉ nghĩ rằng là bây giờ cái studio phải làm gì, rồi có nghĩa là hàng ngày mình vẫn phải làm cho nó đẹp rồi này kia. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian dịch bọn em quay lại cái studio thì mọi thứ đều trở về ban đầu, là chết hết, cây cối bọn em trồng bao nhiêu cũng chết hết rồi, bụi bặm rồi, tất cả mọi thứ bọn em phải làm lại từ đầu. Thì trong cái khoảng thời gian trong lúc mà bọn em dịch đó, không có làm được một cái gì khác cả, bởi vì là em là một diễn viên thì tất cả các dự án đều dừng. Vợ em là một stylist thì tất cả các dự án khác về chụp ảnh, quay phim thì cũng phải dừng. Về vậy thì chị hỏi thật là nãy em có chia sẻ là nó rất là khó khăn về kinh tế. Thì dạ. Nó khó cỡ nào, cái mức độ khó rồi kể chị Tường nghe với coi. Thực sự là khó đến cái mức mà nhiều lúc mà em chỉ muốn em xuống em mua một lon bia thôi để em lên uống thì em cũng phải suy nghĩ nữa. Bởi vì là lúc đấy mọi thứ đều phải chi trả cho cái studio đó, cho những các cái khoản khác nữa. Về vợ chồng em thì thật ra là bọn em cũng không có nhu cầu nhiều lắm về phần chi về cho cá nhân, bởi vì bọn em biết rằng là bọn em không cần cái khoản đó. Nhưng mà trước lúc đó bọn em đã tập trung cho cái công việc studio rồi, thành ra là bọn em đã phải bao nhiêu những cái tích cóp từ trước đến giờ là bọn em sẽ lôi ra bọn em làm. Như giống như kiểu họa vô đơn chí ha, dạ, dồn mình vô đường cùng luôn. Dạ, nhưng mà hai bé nhà mình là mấy tuổi với mấy tuổi Tùng? Dạ một bé là 3 tuổi, một bé 4 tuổi. Trời ơi nhỏ quá. Dạ vâng. Vậy thì sinh hoạt với các con trong cái thời điểm đó như thế nào? Rồi chơi với con sao? Hay là hai vợ chồng phân chia như thế nào? Em thì được một cái là chơi với cả trẻ con thì rất là dễ. Nhưng mà vợ em ấy thì bởi vì là vợ em thì công việc quá nhiều. Khi mà tạm dừng lại các dự án nhưng mà vợ em vẫn phải làm việc ở trên điện thoại rồi này kia, thế thành ra là vợ em cần một cái khoảng thời gian rất là nhiều cho cái công việc đó. Thành ra là khi mà em chơi với cả trẻ con ấy, thì em thấy là cảm thấy nó đỡ hơn, nó thoải mái hơn. Nhưng mà vô tình những cái đó thì lại làm ảnh hưởng đến cái không gian riêng của vợ. Thì đôi lúc em cũng bực, nhưng mà cũng phải công nhận là sau khi mà cái khoảng thời gian Covid đấy qua đi ấy, vợ em trở lại cái nhịp sống bình thường thì em mới thấy là vợ em ngoài những cái việc đó, vợ em cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái nhiều thứ khác mà bản thân em là người đàn ông trong gia đình em không nhìn ra được những cái áp lực đó của người vợ. Thế thành ra là thương nhiều hơn là trách. Wow, cái chốt lại là thương nhiều hơn qua cái đại dịch đúng không? Bởi vì Tường nói á, tao nói ra thì nghe nó kỳ nhưng mà tự nhiên cái đại dịch Covid nó xảy ra, nó qua rồi á thì nó mang lại rất là nhiều cái giá trị. Có những cái người mình nhận ra được cái giá trị đích thực mà trước đây mình đã vô tình mình hoặc là mình lướt nó qua hoặc mình không nghĩ tới. Rồi. Bởi vì là vợ em trước giờ ấy, mọi người nhìn vợ em là năng động lắm. Nhưng mà sau khi mà qua một cái khoảng thời gian mà đại dịch Covid ấy, là em thấy là vợ em mọi thứ nó khác hoàn toàn. Là nhìn đi ra ngoài thì giống như kiểu là một người làm việc rất là chăm chỉ rồi này kia, nhưng mà về nhà thì đúng là một người phụ nữ mà từ trước đến giờ em muốn. Vời. Vậy là đâu có gì đâu đúng mà phiền trách đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, thật sự cái thời điểm đó chúng ta không có nghĩ rằng là mình ở trong nhà lâu quá như vậy. Khi mà chỉ thị của chính phủ lúc đầu là 15 cộng rồi xong cái 16 rồi tới hồi 16 cộng luôn thì mình thấy là kéo dài không ai ngỡ trong là 3 tháng trời, 3 4 tháng trời như vậy. Mình tưởng đâu chỉ từng 2 tuần là xong. Dạ. Chúng ta cứ mỗi hết 2 tuần là lại hy vọng là sắp hết rồi mà không ngờ nó đi một cái quá dài luôn, ảnh hưởng rất là nhiều. Và lúc đó thì chừng như là có những giai đoạn là nhà không ra khỏi nhà. Vậy thì lúc đó cái tình làng nghĩa xóm trong cái khu vực, cái xóm của Tùng nó như thế nào? Ôi chị ơi, nếu mà nói về cái tình làng nghĩa xóm thì bọn em chứng kiến một cái, thực sự là em cũng từ cái việc đó mà em rút ra cái kinh nghiệm cho gia đình em luôn. Là cái bọn em ở trong một cái tòa chung cư, thì ở trên chung cư đó thì là em ở lầu 13, thì ở trên là lầu 14 thì trước khi mà đại dịch ấy thì mọi thứ nó êm ắng, mọi thứ nó rất là bình thường. Em thấy là có khi là mọi người yêu nhau rồi này kia.
Nhưng ủa gì nghe ngược ngược vậy? Ý em là nó bình yên á. Bình yên. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu đại dịch tới rồi bắt đầu mọi người phải ở trong nhà nhiều hơn thì cái nhà tầng trên ấy ngày nào họ cũng cãi nhau. Và nó tăng theo mức độ chị. Có nghĩa là như lúc nãy chị Tường nói là 15 rồi đến 15 cộng 16 thì bắt đầu đến lúc mà 16 cộng cộng á là bắt đầu họ đánh nhau. Đỉnh điểm luôn. Đỉnh điểm luôn là họ đánh nhau. Vậy là gia đình em may em chưa đánh. Không phải đâu chị. Bọn em là chuẩn bị rồi đấy chứ. Nhưng mà bọn em nghe thấy là bọn em sẽ nghĩ ra là ok bây giờ tầng trên rồi, chẳng lẽ bây giờ tầng mình cũng thế. Nhưng mà em cũng thấy vui một cái là bọn em tự dưng thấy là mọi người bị ở trong nhà nhiều quá, mọi người sẽ bị mâu thuẫn rất là nhiều. Thành ra là bọn em thấy được cái sự việc của cái căn hộ tầng trên thì bọn em nghĩ là mình không thể như vậy được. Có nhiều lúc mà bọn em đang ngồi phòng khách ăn cơm với con thì tầng trên cãi nhau phòng khách, thì bọn em đi vào phòng ngủ thì tầng trên lại cãi nhau phòng ngủ, và bọn em lại đi ra ngoài thì họ lại đánh nhau ở bên ngoài. Thành ra em tự từ cái việc đó thế thì em nghĩ là tại sao mình lại phải làm cái chuyện đó với nhau, trong khi là mình chịu lại một xíu, mình chậm lại một xíu thì nó sẽ tốt hơn. Không lý là tôi hạnh phúc sao ta? Không lẽ tôi là người hạnh phúc trong cái mùa đại dịch Covid? Tại sao biết sao không? Chị không biết nói sao nữa, nhưng mà có lẽ là thứ nhất là chị Cát Tường cũng không có chồng ở bên cạnh. Lúc đại dịch thì cũng không có ba mẹ bên cạnh, ba mẹ Tường ở dưới quê thì mình cũng yên tâm, tại vì ở dưới quê thì lúc đó nó bình yên hơn. Chỉ có ở thành phố mình thì nó là căng thẳng. Thì lúc đó là Tường ở cùng với cô giúp việc với đứa con gái của Tường. Con gái của Tường thì là nó ở bên Úc về, và nó là về giải cứu đó và ở đây luôn. Thì lúc đó hai mẹ con, vì con Tường nó cũng lớn rồi, 20 tuổi, cho nên là hai mẹ con là rất là lạc quan. Hằng ngày nha, tự nhiên nhờ dịch Covid mà Tường tập một cái thói quen tốt là cứ 4 giờ chiều là Tường tập thể dục, hít thở không khí để cho nó thoải mái. Còn xóm của Tường dễ thương vô cùng. Lúc mà chưa có gọi là căng thẳng mà nhà nào ở riêng nhà đó đó, là vẫn còn trong xóm á, là đem qua Tường trên ban công của Tường là có trồng mướp. Tường hái mướp hết cả xóm Tường cùng ăn luôn. Rồi á, lại Tường thì không phải là khoe, nhưng mà Tường muốn chia sẻ là cái tình làng nghĩa xóm của xóm Tường rất là vui. Bởi vì Tường thì có những cái chuyến xe tải mà chở trái cây Tường nhận được từ ở trên Lâm Đồng, Đà Lạt chuyển về, để mà Tường bỏ vào những cái bao ni lông để mà đi phân phát cho bà con. Thì Tường kết hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay cái khu vực mà Tường ở, là Tùng có hình dung nha, nguyên cái xóm của chị Tường á là bà con là bỏ va ra ngồi phụ Tường mà vô rau củ á. Dạ. Rồi nó thúi, trời mưa mà bắp cải á nó thúi rồi ngồi cắt, là nguyên cả xóm làm với nhau rất là vui, mặc áo mưa, trời mưa bịt khẩu trang mà ngồi làm hết. Nấu một cái bánh xèo ngon, hàng xóm cũng đưa qua cho Tường. Trồng được một trái mướp, Tường cũng đưa qua cho nhà hàng xóm. Có được một bó rau là chia sẻ ra. Thì không biết những cái xóm khác như thế nào, nhưng mà xóm của Tường là tràn ngập tình yêu thương, đúng như tinh thần của Love Queen vậy đó. Ghê không, hay không? Và các bạn ơi, trong thời gian vừa qua thì tổng đài đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi tâm sự nè, hàng trăm những cái hoàn cảnh éo le và khó khăn trong cuộc sống, hàng trăm những cái em nhỏ phải bỏ học giữa chừng vì bệnh hiểm nghèo đã trải lòng với chúng tôi. Và nhờ như vậy mà tổng đài tâm sự cùng Love Queen đã kịp thời phối hợp với những cơ quan chức năng để xác minh và giúp đỡ cho những cái trường hợp trên. Chính vì vậy thì các bạn đừng ngần ngại nhé, hãy chia sẻ những tâm tư, những khó khăn của các bạn cùng với tổng đài của Love Queen nhé. Còn bây giờ thì Cát Tường xin mời các bạn hãy xem những hình ảnh mà tổng đài đã cập nhật nhé. Quý vị thân mến, thời gian vừa qua thì tổng đài Love Queen đã liên hệ và hỗ trợ kịp thời cho một trường hợp vô cùng xót xa của bé Trần Hoàng Bảo Hân, 13 tuổi. Khi mới sinh ra thì bé Bảo Hân đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Đó là một căn bệnh quái ác khiến cho sức khỏe của bé bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù đang ở độ tuổi đi học, nhưng bé Bảo Hân phải nghỉ học bởi vì sức khỏe yếu nên không thể theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Hiện tại, bé Bảo Hân đang sống cùng với bà nội tại số 69, ngách 3B Lê Hồng Phong ở thành phố Vũng Tàu. Đây là nhà của họ hàng nên hai bà cháu không phải mất tiền thuê trọ. Hoàn cảnh của gia đình bé Bảo Hân cũng không kém phần chạnh lòng khi bà nội phải đi giúp việc, trông coi người già với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Bà của bé thì từng phải đi cai nghiện và hiện tại thì đang làm bảo vệ ở vườn cao su từ ngày 25 tháng 5 năm 2021. Một năm ba bé mới về được một lần nhưng không hỗ trợ cho gia đình. Còn mẹ của bé Hân, từ khi sinh con ra biết bé bị bệnh thì đã bỏ đi biển biệt mà không hề liên lạc. Hiện tại, bé Bảo Hân đang được truyền máu 2 lần một tháng và cho tới nay thì bé đã truyền máu về được 2 ngày. Gia đình bé Hân được hỗ trợ mức phí bảo hiểm là 80%.
Vì vậy, chi phí còn lại mà gia đình bé Hân phải trả là 20%, tương ứng với khoảng hơn 1 triệu đồng một tháng. Biết được hoàn cảnh của gia đình bé, Tổng đài Love School đã kịp thời liên hệ và quyết định hỗ trợ cho gia đình khoảng chi phí 20%, tương đương hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, để giúp bé được truyền máu ổn định và góp một phần nhỏ giúp cho hoàn cảnh của gia đình bé được tốt hơn. Sao Tùng Minh, khi mà nghe cái câu chuyện, xem cái câu chuyện của bé Hân vừa rồi thì cảm xúc của em như thế nào? Em cũng là một người bố, cũng đã có hai đứa con rồi. Thực sự là khi mà em xem cái clip này, em thương bé rất là nhiều. Nhưng mà em giận người làm cha làm mẹ nhiều hơn. Em thực sự là em rất giận đó. Em cực giận luôn, bởi vì em không hiểu một lý do nào đó mà tại sao lại có thể bỏ bé như vậy. Trong khi mình là một người cha, một người mẹ, đáng nhẽ mình phải yêu thương nhiều hơn. Mình thấy con của mình không được như những đứa con khác đi, những bạn trẻ khác đi, thì mình phải đem cái yêu thương đó mình bù đắp nhiều hơn. Em không hiểu một lý do nào mà lại có thể để một đứa bé sống lên thiếu cái sự tình yêu thương như vậy. Ok, mình có thể mình thiếu về vật chất, mình có thể mình thiếu bất cứ một cái gì khác, nhưng về tình yêu thương thì em nghĩ là mình có thể cho được mà. Mình có rất nhiều mình có thể cho được, thì tại sao mình không làm cái điều đó? Nên là đối với Hân thì em chỉ muốn là cố gắng lên, và chắc chắn thì Hân sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và sẽ chúc cho Hân là sẽ mau khỏe. Thật ra là chị hiểu cái cảm xúc, cái sự bức bối của Tùng Minh ở vai trò vị trí là một cái người cha. Nhưng mà bạn biết không, cái cuộc sống mà nó muôn màu muôn vẻ lắm. Nếu như ai mà cũng được nghĩ được những cái điều tốt đẹp như mình thì cuộc sống này đâu có những cái mảnh đời bất hạnh, những đâu có những cái câu chuyện đau lòng, phải không nè? Cho nên là thật sự chúng ta rất là may mắn khi chúng ta được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, có được những cái môi trường sống, môi trường phát triển tốt. Chúng ta có những cái tư duy tốt, chúng ta sẽ tràn những cái năng lượng tích cực cho xã hội. Đương nhiên xã hội thì vẫn luôn luôn có những cái mảng tối, nhưng mà thôi thì hy vọng rằng với tất cả những cái tình yêu thương, giống như mình thấy đây là rõ ràng là khi mà xem cái đoạn clip vừa rồi có rất là nhiều bình luận rất là đồng cảm với các bé, thì đây chính là những cái năng lượng tích cực từ xã hội. Cho nên là chúng ta rủ như mà có may có không may thì chúng ta cũng yên tâm rằng là đâu đó xung quanh chúng ta vẫn có những cánh tay, có những cái trái tim luôn luôn tràn ngập những yêu thương để muốn chia sẻ những cái nỗi niềm đó với chúng ta. Và rất là may mắn khi là Hân cũng đã được chương trình của mình hỗ trợ như thế này, thì các Tường vô cùng hạnh phúc khi vui mừng khi mà nghe được cái thông tin ngày hôm nay, cũng phần nào đỡ đần được cho bé rất là nhiều. Và thay mặt cho Tổng đài Love School thì các Tường cũng chúc cho bé và gia đình sẽ luôn luôn gặp được những cái nhiều may mắn, nhiều cái sức khỏe và hạnh phúc để bước tiếp đi trên con đường phía trước. Chắc chắn là vẫn còn rất là nhiều khó khăn, nhưng đã có Love School đồng hành rồi, đúng không nào? Quý vị khán giả ơi, nếu như chúng ta mà còn có bất kỳ những cái câu chuyện gì cần được chia sẻ với chương trình thì quý vị đừng ngần ngại nhé, hãy chia sẻ với chúng tôi sẵn sàng luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẽ có những cái phản hồi rất là tích cực. Mong muốn của chúng ta là giúp cho chúng ta cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau tiến bộ và phát triển. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã theo dõi cái live stream của chúng tôi ngày hôm nay, và tôi chắc chắn rằng là không chỉ tôi mà cả quý vị khán giả nữa cũng đang rất là xúc động vì những cái câu chuyện mà chúng ta đã được lắng nghe, vì những câu chuyện của những nhân vật đã kể. Và mỗi người trong mỗi giai đoạn thì sẽ đứng trước rất là nhiều quyết định, và không ai có thể thay thế được chúng ta hết, mà chính chúng ta phải là người chọn yêu thương, chọn hạnh phúc cho riêng mình. Và các bạn ơi, đừng quên rằng một dòng sữa mà tạo ra giá trị cho cộng đồng chính là dòng sữa hạnh phúc. Và chính vì vậy tôi tin rằng là có Love bên cạnh sẽ chia yêu thương và sẽ được kết nối và lan tỏa đến tất cả mọi người. Nếu các bạn đang gặp bất kỳ những vấn đề gì về tâm lý mà muốn chia sẻ thì hãy nhanh tay lên, đừng ngần ngại gì cả, hãy liên hệ với Tổng đài Love School nha, và chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, luôn chia sẻ cùng với các bạn. Bạn hãy an tâm, đến với Love School thì đến với Love các bạn sẽ không còn đơn độc nữa. Hãy mở rộng lòng, hãy tự tin và đưa ra sự lựa chọn của mình, và hãy nhớ là chọn gì chọn, chọn hạnh phúc vẫn hơn nha.